bếp này và người thì ngồi. Hôm nay ngày mùng 5 Tết năm 2021, đây là thành quả của cả đội sau khi đi phượt ở lòng hồ sông Đà này. Bây giờ là đang vừa nướng cá xong. Bây giờ là cả đội đang ăn lẩu này. Đây là bếp lẩu này. Bếp lẩu của chúng ta được được đặt trên ba hòn đá. Nước có nước. Cho đặt trên ba hòn đá. Thế này phải cho nhiều lửa vào để cho nó sôi đi. Để chị lấy bát nước cho. Đây, nước này. Nào, dìm rau xuống đi để đổ nước nào. Cẩn thận không đổ nữa, đổ ấy kia, em vừa nhìn thấy nó. Mẹ nào, giữ. Con lại phi vào đây bây giờ. Cầm cái ghế xanh ra đây. Mẹ giữ. Ê, cái gì, có ai ăn của con đâu. Con ra lấy ghế ở đây. Đây. Nào, đổ nước nha anh nhé. Con ra lấy ghế đi, nhanh lên. Nhiều rồi đi mà. Đấy, bây giờ phải làm cho nước nó sôi đi. Ở ghế xanh xanh kia kìa con. Ở ghế chỗ lều kìa. Ăn lẩu kiểu phượt đây ạ, các bác ơi. Cả nhà ăn lẩu kiểu phượt đây ạ. Sợ chưa? Đây. Ôi ồ. Tuấn này. Tuấn chán quá, Tuấn ngủ mất rồi này. Nói mà đừng gọi nó dậy. Đừng gọi nó dậy. Không gọi à? Không dậy à? Nó khỏi ăn luôn. Tí nữa nó làm, nó dậy nó làm một bát thì là xong ngay ấy mà. Tên là hồ. Hồ gì anh nhỉ? Hồ Thung Nai. Hồ Thung Nai là một đoạn, một nhánh của sông Đà. Một nhánh của sông Đà đây. Chim ca cắt của anh Lê Nam này. Còn đây là mình mua được 5 chú gà của người Mường này. 5 con gà con của người Mường về để làm giống này. Ê, gà người Mường đấy, gà của người Mường đấy. Đẹp chưa? Chân nó bé xíu ấy. Người nó chạy khỏe lắm. Con gà này chạy khỏe lắm ấy. Này còn thế nữa. Nước lã ngăn được. Thế Rio đã ăn được miếng mì nào chưa? Mới ăn một. Ừ. Mua đỏ. Hình như cái nồi có vẻ như nó sắp đổ hay sao ấy. Hả? Nhưng mà nó lệch đấy anh ạ. Đúng rồi, nó lệch nhưng không đổ đâu. Này có cả muối chấm ngon lắm này. Có ai ăn muối chấm không? Không có cái gì đâu. Cá kia thôi. Sao mình không ăn cá cho nó chờ lẩu nhỉ? Ừ, cần gì bóc. Bỏ ra mỗi người xé miếng này. Cùng em là lấy ra mọi người cùng bóc ấy. Anh cắm xuống đất này này. Cắm cái đầu nhọn này xuống đất này. Ai xẹp xẹp. Chín rồi mà anh, không cần cắt đâu. Cháy á. Chín cắt hẳn ra ngoài rồi. Cắt để ăn chứ. Nó tan rồi. Cắt để ăn chứ. Đấy, chị đặt lại được. Chị lay lay em thấy nó chắc là được. Đúng không? Xịn hò. Muối chấm đây. Ừ. Có hai bát cơ mà. Cho bố nhờ cái khay mẹ ơi. Bỏ hết những thứ linh tinh ở trên đấy. Bỏ hết những thứ linh tinh ở trên. Tít ơi, tít.
Tít ơi, Tít bê hộ mợ với. Dạ, con kéo bê, bê cái khay hộ mợ cái. Bê bê cả cái này xuống này. Ra chỗ xuống. Uầy, chất con nhà bà Lượng luôn này. Chất con nhà bà Lượng à? Đâu? Uầy. Nhưng mà xách dép cho cá lăng nhỉ? Chứ nhỉ? Cá. Quá nhiều xương. Cá này là nhiều xương lắm. Cá này nó gọi là cá vược cái gì? Vẫn là cá vược à Tuấn Anh? Anh Nam ơi, cho em xin mấy miếng mì tôm. Mì tôm đây. Mì tôm đây. Nè. Thank you chị. Lẩu đây. Đấy, nhúng vào đây ăn này. Rau của người Mường đây. Rau cải của người Mường đây. Wow. Toàn đồ ăn đặc sản thôi. Nhưng mà Bống thì không quan tâm gì đến đồ ăn. Bống chỉ có cầm cái máy thôi. Bống ạ. À. Mấy ngày. Vừa mới hôm qua mà lại mấy ngày. Con lau vào quần ấy. Thôi ăn ăn như này no là về đến nhà luôn đấy. Ngủ dậy phát đi thu hoạch cá luôn mày. Tôi sao có thời gian ăn đi qua. Từ từ để cho nó sôi đã đã. Rau đấy chứ. Không không. Ôi giời, cháy cá thì cầm lại ăn từ hôm qua rồi. Hôm qua toàn là cháy cá. Không bế được, mày không bế được. Nè, chúng tôi nhìn miếng cá cái nào. Miếng cá nướng này. Tôi nhìn miếng cá nướng, tôi chiêm ngưỡng muốn miếng cá nướng cái nào. Không vào đây được. Lấy mì cho ăn. Không vào đây được. Đây, chính này con. Rồi, con ngồi đây. Con biết mà mẹ. Năm mới được ăn một lần hay con. Sông Đà Hòa Bình nha. Đây là Hồ Thinh Nai à? Thung à. Hồ Thung Nai. Hồ Thung Nai của Hòa Bình, đây là một nhánh của Hòa Bình ạ. À. Đẹp dã man luôn. Sông Đà. À một nhánh của sông Đà. Đúng là không hổ là một cảnh quan mà được ghi nhận như là Hạ Long trên cạn. Vịnh Hạ Long trên cạn.